Romelu Lukaku đã chính thức cập bến câu lạc bộ Chelsea với mức giá chuyển nhượng kỷ lục của câu lạc bộ. Chelsea và Inter không công khai giá trị của thương vụ. Mặc dù vậy, theo các cây bút thạo tin nhất tại châu Âu khẳng định, Chelsea đã bỏ ra 115 triệu euro để chi mua Lukaku. Qua đó, biến tiền đạo này trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử câu lạc bộ Chelsea. Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, Lukaku vốn không có kế hoạch rời Inter. Tuy vậy, nhà vô địch Serie A quyết định bán anh khi nhận được một lời đề nghị khổng lồ. Bản thân Lukaku luôn muốn có ngày trở về Chelsea, luôn muốn có ngày chứng minh tài năng và anh nhanh chóng gật đầu với lời đề nghị từ đội bóng cũ. Khác với lần đầu tiên, Lukaku đến Chelsea lần này với tầm thế là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất châu Âu. Manchester City chưa có ý định từ bỏ Harry Kane và vẫn sẽ theo đuổi tiền đạo của Tottenham Hotspur cho đến khi phiên chợ mùa hè đóng cửa. Theo Fabrizio Romano, Man City đã chuẩn bị sẵn 130 triệu bảng, tức hơn 150 triệu euro để họ mua Harry Kane nếu như Tottenham đồng ý. Đây được xem là đề nghị rất khó từ chối với Tottenham Hotspur, đội bóng cũng đang gặp khó khăn về mặt tài chính và chịu áp lực đầu tư đội hình. Nếu Man City thành công, Harry Kane sẽ phá vỡ kỷ lục của Jack Grealish để trở thành cầu thủ người Anh và cũng là cầu thủ Premier League đắt giá nhất trong lịch sử. Trong thương vụ này, Man City chỉ gặp khó với Tottenham Hotspur, bởi lẽ Harry Kane đã gật đầu với những điều khoản cá nhân với Man City. Từng là niềm hy vọng lớn của Arsenal, thế nhưng sự nghiệp của Jack Wilshere vẫn đang rơi vào cảnh vô cùng thảm hại. Sau nhiều tháng của phiên chợ hè 2021, Jack Wilshere vẫn chưa nhận được bất kỳ một lời đề nghị nào. Cựu tiền vệ Arsenal đang rất lo lắng anh sẽ rơi vào cảnh thất nghiệp giống như nửa đầu mùa giải trước. Khi được MC Darren Band của TalkSport hỏi về tương lai, Jack Wilshere cho biết: "Wow, đây là một câu hỏi khó đối với tôi Ben à. Tôi thực sự đã có một giai đoạn tìm mùa giải tốt. Tôi đang tập luyện tại một câu lạc bộ để duy trì thể lực và đang trong tình trạng tốt. Thật mà nói, tôi đang chờ đợi một cơ hội thích hợp. Nhưng chưa có gì xảy ra cho đến lúc này. Thật sự tôi không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào." Trong chương trình quảng bá sự kiện Neymar 5, tiền đạo người Brazil thừa nhận anh luôn nhìn vào Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo và Messi để cố gắng chăm sóc bản thân và tập luyện chăm chỉ. Cầu thủ đắt giá nhất thế giới cho biết, ba vận động viên là Messi, Ronaldo, Ibrahimovic chính là những tấm gương đáng ngưỡng mộ. Tôi nghĩ rằng tôi đang đi trên con đường cùng với họ. Tôi chăm sóc bản thân của mình và tập luyện chăm chỉ mỗi ngày. Tôi cần một cơ thể luôn luôn sẵn sàng để có thể chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất. Tôi vừa gia hạn hợp đồng đến năm 2025. Vì vậy, cho đến thời điểm đó, tôi phải duy trì được thể chất, kỹ thuật và chiến thuật tốt. Danh hiệu bàn chân vàng Golden Foot là giải thưởng bóng đá quốc tế được trao thường niên từ năm 2003 cho đến nay để vinh danh những công hiến của các ngôi sao lớn. Với tính chất đặc biệt, Golden Foot chỉ được trao cho những cầu thủ từ 28 tuổi trở lên và mỗi cầu thủ chỉ được vinh danh tối đa là một lần trong sự nghiệp. Ở lễ trao giải năm nay đã có 10 ngôi sao lọt vào top 10 đề cử. Trong danh sách này, đáng chú ý nhất là sự góp mặt của Lionel Messi và Neymar. Ngoài ra, còn có 8 ngôi sao khác lọt vào danh sách đề cử của năm 2021 là Mohamed Salah, Sergio Ramos, Sergio Aguero, Romelu Lukaku, Robert Lewandowski, Karim Benzema, Giorgio Chiellini và Gerard Piqué. Theo kết quả xếp hạng các đội tuyển vừa được FIFA công bố, đội tuyển Việt Nam vẫn xếp hạng 92 thế giới và đứng thứ 13 châu Á. Trong khi đó, Thái Lan rơi xuống vị trí 120 và là đội tụt hạng nhiều nhất thế giới trong tháng này khi họ tụt 14 bậc. Trong khi đó, Bỉ dù không thể tiến sâu tại Euro 2020 vẫn giữ vị trí số 1 thế giới với 1.822 điểm, xếp sau là Brazil, Pháp và Anh. Với chức vô địch Euro 2020, Italia đã tăng 103 điểm so với đợt công bố hồi tháng 5. Nhờ đó, đội bóng của Roberto Mancini đã vươn từ vị trí thứ 7 lên vị trí thứ 5. Trong top 10 thế giới còn có Argentina đứng hạng 6, Tây Ban Nha hạng 7, Bồ Đào Nha hạng 8, Mexico thứ 9 và Mỹ xếp thứ 10.